quý vị, như báo Thanh Niên đã thông tin, vào chiều 18 tháng 1 năm 2023, Quốc hội họp kỳ bất thường lần thứ ba đã xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Với 465 trên 482 đại biểu bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, cho thôi làm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Trước đó, tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay, căn cứ để Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước, cho thôi làm đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Xuân Phúc là nghị quyết số 35 ngày 17 tháng 1 tại hội nghị bất thường của Trung ương Đảng khóa 13, thông báo ý kiến của Bộ Chính trị tại công văn số 5918 ngày 13 tháng 1 của Văn phòng Trung ương Đảng. Cùng đó là đơn ngày 15 tháng 1 xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 của ông Nguyễn Xuân Phúc, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Bên cạnh đó là các ý kiến đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại công văn số 5091 ngày 17 tháng 1, ý kiến của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tại công văn 43 ngày 17 tháng 1. Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho biết, theo quy định tại khoản 5 điều 88 Hiến pháp, Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Vì vậy, khi Quốc hội miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước thì đương nhiên thôi chức danh Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh. Sau khi nghe tờ trình, Quốc hội đã thảo luận tại các đoàn đại biểu. Sau đó, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín quyết định việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, cho thôi làm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Thưa quý vị, trước đó, vào ngày 17 tháng 1, Trung ương Đảng đã họp bất thường quyết định đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, An ninh, nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân. Tại hội nghị bất thường chiều 17 tháng 1, Trung ương Đảng khẳng định ông Nguyễn Xuân Phúc chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có hai phó thủ tướng, ba bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Và trong đó, hai phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ. Hai bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20 tháng 7 năm 1954, năm nay 69 tuổi, quê quán ở xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ông sinh ra trong một gia đình cách mạng. Ông đã lên chiến khu cách mạng từ năm 12 tuổi và được đưa ra miền Bắc đào tạo. Ông là cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội vào năm 1978. Ông từng học tiếng Nga và tiếng Anh. Ông Nguyễn Xuân Phúc vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1982, là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 10, 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 11, 12, 13. Ông tham gia Trung ương lần đầu năm 52 tuổi, tham gia Bộ Chính trị lần đầu năm 57 tuổi. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng là đại biểu Quốc hội các khóa 11, 13, 14. Từ khi tham gia Ban Chấp hành Trung ương năm 2006, ông Nguyễn Xuân Phúc giữ các cương vị Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ nhiệm, rồi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Thủ tướng Chính phủ từ năm 2011 và Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ làm Thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc nhiều lần nhắc tới thúc đẩy xây dựng một chính phủ kiến tạo. Tới Đại hội 13 của Đảng, tháng 1 năm 2021, ông Nguyễn Xuân Phúc là một trong hai trường hợp đặc biệt quá tuổi theo quy định đối với Ủy viên Bộ Chính trị tái cử cùng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngay sau Đại hội 13 của Đảng, ngày 5 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, ông được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ và bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021, trở thành Thủ tướng đầu tiên được bầu làm Chủ tịch nước kể từ năm 1945. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin trong các bản tin sau trên website thanhniên.vn và kênh YouTube của Báo Thanh Niên.